chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Trà Tim Đồng. Thì có rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra rằng mắc bệnh tim mạch có nên uống trà xanh hay không? Thì để trả lời câu hỏi này thì các nhà nghiên cứu đã áp dụng đến 50 bệnh nhân mắc bệnh tim và mỗi ngày cho họ uống 4 tách trà. Và kết quả đã chỉ ra rằng là cái tình trạng bệnh tim mạch đã được cải thiện rất là rõ rệt. Nên là vì vậy là cái câu trả lời là mắc bệnh tim mạch uống trà xanh Thái Nguyên rất là tốt. Và có rất nhiều câu hỏi cũng hỏi đến rằng là thì uống chè Tân Cương Thái Nguyên tốt hơn hay là uống chè đen tốt hơn. Thì chè đen cũng có tác dụng tốt cho tim mạch, nhưng mà các nhà khoa học ở Hy Lạp đã chỉ ra rằng chè Tân Cương Thái Nguyên tốt hơn so với chè đen, bởi vì là trong chè Tân Cương Thái Nguyên có hợp chất có nhiều cái hợp chất dinh dưỡng hơn này, cũng như là các hợp chất flavonol có tác dụng rất tốt cho tim mạch. Và một lượng lớn các hợp chất này đã bị mất đi do oxy hóa bởi trong quá trình chế biến ra chè đen. Nên là vì vậy người ta đã nói rằng là chè Tân Cương Thái Nguyên có tác dụng tốt hơn. Các nhà nghiên cứu đã cho 14 tình nguyện viên uống trà Tân Cương Thái Nguyên ở mức độ nhạt caffeine hoặc dùng với nước nóng ở 3 thời điểm khác nhau và sau đó xác định kết quả tác động đến hệ tuần hoàn. Kết quả là các tế bào thành mạch đã giúp giảm áp lực lên động mạch và làm cho máu lưu thông dễ dàng hơn. Nếu bạn là người có trái tim không mấy khỏe mạnh thì từ bây giờ hãy cố gắng uống 4 tách trà trên một ngày. Vì vậy, nếu chúng ta có một trái tim không mấy khỏe mạnh thì chúng ta nên uống trà xanh mỗi ngày. Bởi vì sao mà những người mắc bệnh tim mạch đi đến với bác sĩ ngoài kê những cái đơn thuốc để uống chữa bệnh tim còn khuyên chúng ta là mỗi ngày uống từ 3 đến 4 tách trà để chúng ta có một trái tim khỏe mạnh hơn, để tăng sức đề kháng cho cơ thể, để chúng ta có thể là được khỏe mạnh hơn rất là nhiều. Và ngoài những tác dụng tốt của trà xanh thì chúng ta nên lưu ý rằng cái thời điểm uống trà rất là quan trọng để chúng ta được hiệu quả nhất. Và cái thời điểm uống trà như thế nào thì là chúng ta phải sau khi ăn no xong khoảng 1 giờ đồng hồ thì chúng ta nên uống trà, chứ chúng ta không nên uống trà cái lúc mà bụng đói ấy. Lúc bụng đói chúng ta uống trà vào thì sẽ làm là cái dịch vị axit tăng lên và chúng ta sẽ cảm thấy là cồn cào và khó chịu và sẽ dẫn đến là tình trạng là say trà đấy ạ. Và cái thời điểm thứ hai là chúng ta đối với những người mà không uống quen trà xanh ấy, chúng ta trước khi đi ngủ buổi tối chúng ta không nên uống trà, mà chúng ta phải uống trà vào cái khoảng cách từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ, chúng ta nên uống vào cái giờ đó. Nên là vì vậy là những cái thời điểm uống trà rất là quan trọng để chúng ta có phát huy những cái tác dụng của cái chè xanh này đối với bệnh tim mạch. Và nếu bạn muốn uống trà Tân Cương Thái Nguyên như một thú vui, hay là bạn muốn uống một thức uống có vị tiền chát hậu ngọt, thì hãy đến với Trà Tiên Lầu. Trà Tiên Lầu là nơi chuyên cung cấp các sản phẩm trà sạch Tân Cương Thái Nguyên. Và vùng đất Tân Cương Thái Nguyên được người đời đặt với cái tên gọi là lời tạo hóa chỉ có ở đất chè. Và vì vậy, quý vị hãy đến với Trà Tiên Lầu để được thưởng thức những cái hương vị trà ngon này, đậm vị và hậu ngọt rất là sâu. Bên em thì có rất nhiều những cái sản phẩm trà khác nhau. Khi pha lên thì quý vị sẽ thấy là cái màu nước của nó rất là trong xanh này, rất là trong xanh. Và khi chúng ta pha lên, chúng ta cảm thấy là cái mùi hương cốm non rất là lồng nàn. Chúng ta cảm thấy rất là thoải mái khi chúng ta uống từng cái chén trà. Và ai đã được thưởng thức cái hương vị trà của Trà Tiên Lầu rồi thì chắc hẳn là sẽ rất là khó quên với cái hương vị đậm đà. Trà Tiên Lầu là nơi hội tụ của tứ đại danh trà, từ những cái hương vị trà vừa đến hương vị trà đậm đà, để quý vị có thể lựa chọn cho mình được những cái hương vị trà vừa với khẩu vị của mình. Và vừa rồi là những chia sẻ của mình về cái lợi ích của việc uống trà xanh rất tốt cho tim mạch. Và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Sau video này thì quý vị hãy đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ để ủng hộ cho Trà Tiên Lầu.
Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.